Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Kymco Carbine 50cc, một mẫu xe thuộc phân khúc Naked Buy thu nhỏ. Bản thân mình cũng đã trải nghiệm và sử dụng mẫu xe này rồi. Và thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể về mẫu xe để với những bạn nào đang quan tâm, đặc biệt là những bạn ấy từ 16 tuổi trở lên chưa có bằng lái xe, các bạn có thể tham khảo dòng xe này các bạn nha. Hiện tại mức giá bán của nó cũng cực kỳ phải chăng cho một dòng xe thuộc cái phân khúc 50cc ở đây. Hiện tại mẫu xe Kymco Carbine 50 ấy rất là thành công, thu hút được cái sự chú ý từ người tiêu dùng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi cái ngôn ngữ thiết kế của nó khá là đặc biệt. Các bạn có thể theo dõi rất kỹ trên màn hình rồi. Lạ mắt, trẻ trung và cá tính, đó là 6 cái từ mình muốn nhấn mạnh ở cái mẫu xe Kymco Carbine 50 này. Và sau 2 năm sử dụng mẫu xe, bản thân mình cũng đưa ra một số những cái nhận xét về mẫu xe để các bạn có thể theo dõi ở phần tiếp theo của video. Tuy nhiên ấy, mình có thể nhấn mạnh gửi đến các bạn ấy là cái phiên bản mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, mình đã nâng cấp một chút ở phần động cơ rồi các bạn nha, để đem đến những trải nghiệm mạnh mẽ hơn, phong cách hơn cho mẫu xe này. Tổng quan thì Kymco Carbine các bạn có thể nhìn rất là cụ thể là một dòng xe thuộc phân khúc Naked Buy thu nhỏ với những điểm nhấn này, như là ghi đông trần, bình xăng nằm bên trên yên xe này, phuộc sau thì dạng molo sốc các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi này, mình có để lên cho nó một cái túi gắn ghi đông xe máy cũng rất là tiện dụng luôn để các bạn có thể tham khảo. Những bạn nào quan tâm có thể vào TikTok Shop với kênh Top 5 của mình để tìm hiểu và mua cho mình cái sản phẩm này các bạn nha. Biển 25A03458, một biển số cũng khá là tiến và đẹp luôn để các bạn có thể tham khảo. Lốp xe thì hiện tại mình cũng đã đôn lên với lốp 110 các bạn nha, để làm cho nó cân đối hơn, đẹp hơn với tổng thể thiết kế của xe. Các nội dung trên xe thì không còn điểm gì chê trách cho một dòng xe cỡ nhỏ, dạng Naked Buy như thế này nữa, tạo ra cảm giác hơi chồm chồm lái, cực kỳ ok và phấn khích luôn. Mình có thể điểm qua một số những thông số kỹ thuật để các bạn có thể theo dõi. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình là của Top 5 mình luôn các bạn nha, mình có dán lên đây. Với chiều dài là 1950mm, chiều rộng là 750mm và chiều cao mức là 1030mm. Khối lượng bản thân của xe là 104kg. Tí mình sẽ nói về những cái nội dung ưu nhược điểm riêng để các bạn có thể tham khảo. Độ cao yên xe là 760mm, nó rất phù hợp với bạn vóc dáng từ 1m6 trở lên điều khiển các bạn nha. Khoảng sáng gầm xe khá là cao, lên tới 160mm. Dung tích bình xăng là 4,5 lít nằm ở phía trước các bạn có thể theo dõi này. Kích thước lốp trước nguyên bản của nó là 80/80/17 cho lốp trước và 90/80/17 cho lốp sau. Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi, lốp sau mình đã nâng lên là 110 để nó to bản hơn. Phuộc trước là dạng ống lồng, các bạn có thể theo dõi ở đây. Phuộc sau là dạng molo sốc các bạn nha. Hiện tại xe sử dụng loại động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng không khí, đấy là nguyên bản của nó 50cc. Với mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe phiên bản zin của nó là 1,62 lít trên 100km. Các bạn có thể lưu ý cho mình một cách cụ thể như vậy. Với cái khối động cơ này thì nó sản sinh ra công suất cũng vừa phải thôi, để các bạn có thể lưu thông trên những cung đường bằng. Cụ thể là dưới xuôi ấy, điều khiển mẫu xe này sẽ ok hơn so với khu vực ở trên vùng núi các bạn nha. Tuy nhiên thì ở đây mình cũng đã nâng cấp một chút khối động cơ lên để nó ok hơn, đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí hơn để trải nghiệm trên những cung đường khác nhau rồi. Hiện tại thì tổng thể thì mình cũng đã giới thiệu gửi đến các bạn rồi. Tuy nhiên thì mình có thể nhấn mạnh gửi các bạn thông qua video ngày hôm nay về những ưu nhược điểm trên mẫu xe để các bạn có thể tham khảo thêm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì đây là một mẫu xe rất là thể thao phong cách. Với những bạn trẻ cá tính, điều khiển mẫu xe này sẽ cực kỳ ok để các bạn có thể lưu thông trên đường. Trang bị của nó điển hình tiên tiến các bạn nha. Hệ thống phanh đĩa phía trước này, ngàm phanh 2 bít tông, mâm đúc cho cả trước và sau các bạn có thể theo dõi. Tổng thể thiết kế thì cực kỳ ok rồi, với hệ thống bình xăng phía trước hơi chồm chồm một chút này. Rồi các cái họa tiết tem xe của nó cũng cực kỳ nổi bật và đẹp các bạn nha. Rè chắn bùn thì mình có thể thay ở đây rồi, nhìn nó rất là thể thao phong cách, tuy nhiên rè chắn bùn zin của nó cũng cực kỳ đẹp và cuốn hút luôn. Tổng thể là không còn gì để chê trách với cái mẫu xe này. Và mức giá bán của nó trong thời điểm hiện tại cũng là chấp nhận được, với mức giá bán vào khoảng tầm từ 21.800.000 đến 22.000.000 trong thời điểm hiện tại với mẫu xe ở đây. Các nút chức năng phím bấm trên xe chứa đựng đầy đủ, tắt bật đèn pha, tắt bật động cơ đều có, kể cả nút bắt sinh xin vượt cũng có trên mẫu xe này. Màn hình thì full LCD, tuy nhiên nhỏ gọn thôi các bạn nha. Bình xăng dung tích lớn, đấy là mình có thể chia sẻ khá nhiều những thông tin khác nhau gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Còn về phần nhược điểm thì mình có thể đưa ra đánh giá này. Hiện tại với xe zin các bạn nha, mình có thể đưa ra nhược điểm như sau.
Khối động cơ 50cc các bạn mua về phải mở tua cho nó ra thì các bạn mới có thể đạt được với những cái tốc độ khoảng tầm 60-70 km/h. Tuy nhiên với xác xe nặng lên tới 104 kg, 104 kg chính xác là như vậy, thì để mà cái khối động cơ này dịch chuyển được bốn cái khối cân nặng 104 kg như vậy là cực kỳ khó khăn. Nên ấy, với bạn nào quan tâm một chút, các bạn có thể nâng cấp một chút khối động cơ lên để nó ok hơn, đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí hơn các bạn nha. Kèm theo đó nữa thì với mẫu xe này ấy, phần yên xe khá là cứng, nó mỏng quá các bạn nha. Các bạn mà đi đường hơi xa xa một chút thì rất là ê mông và tạo cảm giác nhìn nó chưa thực sự chắc chắn lắm với phần yên xe này. Mình cũng đang muốn nâng cấp cái yên xe nó dày dặn hơn, cao hơn một chút. Tuy nhiên thì phải đặt ở dưới Hà Nội cơ mới có những cái phần yên xe cứng đẹp như thế. Và trên mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, dù là 50cc nhưng hiện tại mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng đâu đó vào khoảng tầm 1,62 lít trên 100km, cũng khá là ăn xăng với mẫu xe này. Tuy nhiên ấy, khi mình nâng cấp khối động cơ lên một chút thì cái khả năng ăn xăng của nó mình nghĩ cũng vẫn là tương tự thôi, đâu đó cũng vào khoảng tầm 1,6-1,7 lít, thì mình nghĩ cũng cực kỳ là đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại rồi. Đấy là mình có thể nhấn mạnh thêm gửi các bạn thông qua video ngày hôm nay là như vậy. Và hiện tại trên cái mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, nếu để so sánh với các đối thủ thì mình nghĩ cái hãng Kymco này đáng để quan tâm bởi một dòng xe Đài Loan chính hãng, nên rất đáng để các bạn có thể trải nghiệm trên những cung đường khác nhau với mẫu xe này. Tuy nhiên thì mức giá bán vẫn đang hơi cao, với mức tiền này các bạn hoàn toàn có thể mua những cái mẫu xe khác. Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi, nếu các bạn thực sự cá tính yêu thích thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe ở đây. Hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe ở đây các bạn nha, để đem đến những trải nghiệm thích thú hơn, ok hơn cho mình rất là nhiều với dòng xe Kymco Carpine 50 này. Như mình đã báo giá gửi đến các bạn rồi, với những đặc điểm nổi bật ok như vậy thì đây là một mẫu xe cũng khá đáng để quan tâm. Mình chấm cho mẫu xe này vào khoảng tầm 7 điểm, 7 trên 10 điểm nếu là động cơ zin. Còn hiện tại đây khối động cơ mình cũng đã nâng cấp lên một chút và cắn thêm phần côn tay cho mẫu xe, nên mình đã trải nghiệm thì cực kỳ ok rồi với cái mẫu xe này khi nâng cấp lên. Và cái số tiền bỏ ra không hề nhỏ để có thể có cho mình một khối động cơ mạnh mẽ hơn, ok hơn với mẫu xe Kymco Carpine ở đây. Đó là một số thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này về mẫu xe Kymco Carpine 50, một mẫu xe rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại cho những bạn 16 tuổi trở lên, chưa có bằng lái xe, hoàn toàn có thể điều khiển mẫu xe này một cách ok nhất và thoải mái nhất các bạn nha. Rồi, cảm ơn rất là của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Gia Sư Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.